Cô chú anh chị nha, em mới mới thâu khách được một cặp monitor công cho anh sân khấu. Cô chú anh chị đây, cái này là monitor 30 cô chú anh chị, bãi nha, đúng bãi luôn nha. Đây đó, để em quay cho cô chú anh chị xem. Cặp này thì em bán rẻ rẻ thôi, tại vì cái em thu rẻ, em bán rẻ lý do là tại vì cái thùng nó xấu lắm, thùng xấu mà thêm cái lo đã có làm rồi nữa cô chú chị ơi. Monitor 30 nha, đó chép còn hoạt động tốt nha cô chú anh chị. Đó, một cái chép nè, hai cái chép nè, nè lo nè, thấy không? Đó, thấy không? Cô chú anh chị thấy không? Còn hát tốt rồi cô chú anh chị. Ấy dạ, lấy cho em mượn cái đèn ơi, cục vàng. Cục vàng ơi. Rồi, có rồi, có. Cho cho em anh cái cục vàng. Cho thấy rõ, tại con đêm hơi khó quá. Nè, mình lọc này cô chú anh chị nha. Lo là xấu thôi cô chú anh chị. À, đúng hàng bãi nha cô chú anh chị, nhưng một cái là hàng bãi nhưng mà xấu, có nghĩa là lo đã có làm rồi mà bị lai một cái tấm dép này nè. Đây chép đây, mình lọc đây, đây lo đây, ô nặng đó, thấy không? Lo đây, đây đây lo này, nó có làm rồi nha, có làm rồi mà lại giấy nữa. Cặp này em đang thử hát tốt nha cô chú anh chị, monitor 3 thắt 7. À. Cặp này em bán với giá 1.900.000 cô chú anh chị. Tình trạng là còn hát tốt nghe cô chú anh chị. 1.900.000. 1.900.000 bao ship tới nhà luôn. Nếu mà dùng vòng khu vực miền Tây em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị luôn nha. Là tình trạng em nói trước nha. Monitor 30 sân khấu là lọ vỏ không đẹp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lo có làm rồi ha. Đây lo có làm rồi, quay lại cái nữa cho cô chú anh chị xem nha. Con lớn hay cô chú anh chị, thấy không? Lo có làm rồi, là giấy luôn, thấy không cô chú anh chị thấy không? Nhưng mà hát tốt nghe, hát tiếng cũng phê lắm à, em có thử rồi chiều đó. Tình trạng nó là như vậy, có sai em báo vậy nha cô chú anh chị. Cặp này em báo có giá 1.900.000 bao ship khu vực miền Tây mình nha. Rồi chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị buổi tối vui vẻ nha. Rồi chào mọi người ạ.